có cái giảm chấn với lại cái chốt ở bên trong. Đây là các cái phụ kiện của Bloom này. Ừ, anh kéo thiểu điện. Bản lề của luôn. Này thì nó chơi cái piston và có được cái giảm chấn. Đây là nhấn là đóng này. Cực kỳ là nhiều cái phụ kiện luôn. Đây là bản lề. Lề này dùng cho cái cánh nó cực kỳ là mỏng này. Đây các bạn xem cái cánh nó mỏng như này thì mình sẽ dùng cái bản lề này nhé. Để mình biết cánh tiêu chuẩn thì đây. Đây là bản lề thẳng này. Lề chân. Có cái phụ kiện cho tủ áo. Có một cái cho cái khu bếp này cực kỳ là hay, mọi người có thể xem. Cái này phải chỉnh lực nó căng lên tí nữa. Cái này phải chỉnh lực nó căng lên một tí nữa khi mở cánh ra nó phát hẳn lên.